Đáp án rời Ừ. điện ở trước là 0 điểm, vì đơn giản là nhà bạn ấy không có cái gì cho mình chấm. Đây là câu hỏi mổ thước, để mình tô lại. Đây là mình đã chấm bao nhiêu điểm cho Nhà bạn được chúng giải thông video này? 7.5 trên 10 là điểm nhân vật thôi, không phải là điểm căn nhà. Ngu là thời, mọi người có thể xem lại việc đi ẩu nhé. May có ba bạn này nghe kỹ và trả lời đúng, nên mỗi bạn sẽ có một phần quà nho nhỏ. Còn câu hỏi trong video này là tổng cộng độ dài của video này là bao nhiêu phút bao nhiêu giây? Tạm dừng video và xem độ dài ở góc dưới màn hình. Bình luận tên kèm đáp án, cẩn thận không lại nhầm. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay quay. Đây là quà nho nhỏ của các bạn được quay trúng. Bạn được quay trúng là quà to hơn hai bạn còn lại. Hiện tại đang ở nước ngoài nên mong mọi người hiểu. Là sao vậy? Ủa, bia đỏ thật này, sao chuyển được hay vậy? Bỏ qua đi, vừa vì nhà thơ nào, và vừa vị nhân vật và trả lời bình luận nữa. Bạn này đang ở nhà 36.000 tiền sao, và đang để đèn tông hồng. Theo mình quan sát thì bạn này chia khá nhiều khu con, để mình về riêng từng khu một nhé. Chăm thú cưng và bản thông báo đang xây nhà. Một văn nhà gỗ với khu sân vườn cắm trại ở bên hông nhà. Ở trong này tuy hơi bé nhưng vẫn có tủ bếp, thêm gì và kệ sách. Ở trên này là một căn phòng ngủ nhỏ nhắn. Ban công căn nhà khá xinh xắn nữa nè. Chốt, phần đầu tiên là bạn ấy xây theo phong cách dài 2 tầng cho một người ở. Bạn này dùng khổ gỗ và đi tông nâu, theo phong cách hơi cổ điển một tí. Khu tiếp theo. Một khu nữa cũng tông nâu, xem xét qua có thể đoán là khu bán bánh mì. Bên trong nội thất gồm có máy nướng bánh, máy pha cà phê, thu ngân và giỏ đựng bánh nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái này trong bộ gói 5 VIP hay sao ấy. Chỗ này có xếp bàn ghế và nhìn xung quanh là quán cà phê này, với tông hồng chủ đạo, khá dễ thương. Mở cửa tiếp khách coi. Ê, trong này có máy pha cà phê và ít đồ gỡ bột. Chủ quán ngủ luôn đấy hay sao lại có đồng hồ, bộ váy và giường ngủ thế kia? Khu tiếp khu vực cuối cùng nào. Lại thêm quán cà phê theo phong cách cổ điển nữa, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Chung giờ chơi mini game về điện ông tồi, các em vào đây vừa làm ly cà phê để tỉnh táo để xem lên điện hậu và bình luận nhé. Ok, vì nhà bạn này cũng có sáng tạo và đang xây dựng nên mình sẽ chấm là 7.5 trên 10 điểm nha. Đơn vị nhân vật nào? Áo, quần và dép vào trong cửa hàng quần áo. Tóc mới ở cửa hàng Hong Cha. Biểu cảm trong cửa hàng quần áo, bạn này đi tông xanh là chủ yếu, phối đồ được, nên mình sẽ chấm là bài trên 10 điểm nha. Chuẩn bị trả lời bình luận của mọi người nha. Cây tường, xin chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Câu trả lời đúng và đầy đủ nhất là câu trả lời của bạn này này. Một phần quà đã được gửi vì sự tin nhắn này. Đọc giới thiệu gì cơ em? Ok, chị cảm ơn em rất nhiều nha. Đã đọc bình luận và đã trả lời bằng video. Không sao đâu em. Em bình luận đăng ký là chị vui rồi. Ừ, tôi là mới hết tài khoản Xin Trang đó. Đăng ký, like và chia sẻ đây rồi mới trả tài khoản cho Xin Trang. Em muốn hỏi bây giờ hay trước đó vậy em? Chị là em bé hơn 1 tuổi nha em. Đây này. Ui, sợ quá, phải ban nó thôi. Sợ quá. Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Gì mà hai người liên tiếp đòi bắt tôi hết vậy? Xin chan mong manh nhiều đùa lắm. Các bạn đừng bắt nạt nha. Cố lên em. Chị biết em mệt nhưng vì sau sẽ có rất nhiều thứ mệt hơn đi học nhiều đó nạ. Cố lên. Diễn hiệu dài rồi. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà may mắn. Bye bye.